Vâng, chị Ngọc Anh này, khi mà nhìn những hình ảnh như thế này thì không biết là chị có thấy quen thuộc hay không ạ? Vâng, rất là quen thuộc đấy ạ. Ở hình ảnh những cụ cao niên mặc áo dài này rồi đầu đội khăn vấn thì thường xuất hiện trong những dịp lễ hội hay là cúng bái, và nhất là vào dịp những ngày đầu năm mới như hiện nay ạ. Vâng, những chiếc khăn vấn trông có vẻ là đơn giản nhưng mà nhiều màu sắc như thế này thì chúng cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn, rất tỉ mỉ và chỉn chu của những người làm ra nó. Và đây cũng là hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong tiểu mục về làng ngày hôm nay. À, vâng, và chị cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị rằng hiện nay thì cho đến thời điểm này ở phía Bắc chỉ còn duy nhất một ngôi làng còn duy trì nghề truyền thống làm khăn xếp ở tỉnh Nam Định. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả hãy cùng với Nông Thôn Chuyển Động ghé thăm làng nghề đặc biệt này trong những ngày đầu năm mới. Người làng Giáp Nhất, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định chẳng biết nghề làm khăn xếp truyền thống có từ bao giờ. Kể cả những bậc cao niên như ông Sơn, họ chỉ biết rằng từ khi sinh ra đã thấy ông cha mình miệt mài cuốn khăn, gồng gánh khăn đi các tỉnh để mưu sinh. Ai là người làm mang cái nghề này về đây? Đấy, để nuôi sống cả một cái địa phương chúng tôi. Nhưng mà cái đấy chúng tôi chịu. Đời bố tôi, ông cũng sưu tầm, ông bảo là ta ông cố gắng nghiên cứu, không ta làm nghiên cứu giả được. Chỉ biết là khi ta lớn lên là thấy ông bố ta làm, thì các cụ làm, người ta cũng làm. Nhìn một chiếc khăn xếp đơn giản là vậy, nhưng ít ai biết rằng người nghệ nhân phải trải qua gần chục giai đoạn mới hoàn thiện được. Công việc cuốn khăn không chỉ đòi hỏi con mắt thẩm mỹ mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ, cần mẫn và khéo léo. Xưa kia, chất liệu làm khăn là những thứ vải thô sơ, giấy báo, rơm rạ. Chúng được kết dính với nhau bằng thứ hồ bột nếp tự chế. Do đó, một nghệ nhân chỉ cuốn được từ 3 đến 5 chiếc khăn mỗi ngày. Còn giờ đây, nguyên liệu sẵn có hơn, có máy móc hỗ trợ, khăn được cuốn nhanh hơn, màu sắc, kiểu dáng cũng phong phú, đẹp mắt hơn trước rất nhiều. Vì là theo cái xu thế của thị trường đến bây giờ, tất cả các khâu là đều là phải chuẩn. Thì lên một cái khăn xếp nó mới đẹp, mang ra thị trường bán thì nó mới ăn được nhiều khách. Còn như thời điểm như bây giờ ấy, thì là có những ngày xuất tới hàng vài nghìn cái cơ. Anh Thủy là một trong số 5 ông chủ lớn có cơ sở làm khăn xếp của làng Giáp Nhất hiện nay. Theo anh, khăn xếp bây giờ được làm để phục vụ nhiều mục đích của khách hàng. Anh thường thuê khoán những hộ dân trong làng hỗ trợ để kịp giao cho khách. Tăng thêm thu nhập cho gia đình, thứ hai thì để biết là cho giữ lại cho quê hương thì cũng có một cái nét đẹp của quê hương, và cái thứ ba là cũng là để cho các cháu nó cũng biết. Các cụ ngày xưa thì các cụ chỉ có lấy kim chỉ khâu, nhưng mà bây giờ thì mình máy nó nhanh hơn nhiều. Như chúng tôi thì già yếu thì giờ không làm được cái gì thì ở nhà làm quanh vậy thôi. Thu nhập từ nghề làm khăn xếp tuy không cao, thế nhưng nhiều nghệ nhân tại làng nghề vẫn đang nỗ lực duy trì, truyền dạy lại cho thế hệ con cháu với hy vọng giữ lại cái hồn của quê hương.